Space Day. Nếu các bạn chính thời đang người đi chậm trên con đường kính lệ, hôm nay là một ngày không trễ thiên nhiên. Để không thấy đâu mà đỏ đen vương hàng lại, anh em tiếng người thân chia xa, cùng đi qua những khoảng thời gian bôn ba tuôn ngược những ký ức như bánh xe đang lặng trong con tim. Tôi xin cảm ơn bạn. I'm a little bit.